Chào mừng quý vị đến với chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea trên đài Little Saigon TV. Mỗi tuần thì Chelsea có một cái đề tài, một cái topic khác nhau. Và cũng như thường lệ, Chelsea hay nói nhiều về cái truyền thống Việt Nam mình và cái mình phải nói là cái nghệ thuật của người Việt Nam như thế nào. Thì vừa rồi Chelsea có nói về hip hop là nghệ thuật của như người Mỹ và người trẻ của Việt Nam mình sau này, là một cái mà mình một cái cách mà Chelsea phải nói là cái thể thao mà nhảy hay là một cái truyền thống mà múa nhảy. Nhưng hôm nay Chelsea rất là hân hạnh được mời anh Đình Luân và của nhóm Việt Cầm, và cảm ơn anh đã đến với chương trình. Bây giờ em muốn hỏi anh có thể nói về anh và nhóm Việt Cầm như thế nào hay không? Trước hết Đình Luân xin kính chào quý khán giả của đài. Luân thì Luân bắt đầu với vũ đoàn Việt Cầm 20 năm nay rồi, từ năm 1998, đó là năm đầu tiên khi Luân đến Cali để sống. Thành ra cho đến bây giờ đã 20 năm thì bao nhiêu là thế hệ thanh niên đi vào, gia nhập rồi đi ra. Bây giờ coi như là đi ra bốn xa là đã gặp học trò của mình đầy đường hết. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Và em nhớ hồi xưa khi mà em trong hội nhóm VSA của OCC thì em có nhớ em có gặp anh và những người học trò của anh. Và nó hay một cái là lúc đó là em còn con nít lắm, còn cũng nhỏ lắm mà mình không có nghĩ đến. Mà em nghĩ là sau này cũng có nhiều quý vị và những trẻ em sau này, họ khi mà coi bài nhạc nào đó giống như mình không giờ mình để ý đến người đứng sau lưng múa, mình chỉ nghĩ tới ca sĩ và mình lãng quên đi những người múa, thì em rất là xin lỗi. Và cũng như là một cái mà rất là appreciate và cảm ơn anh và những nhóm nhảy của thế hệ sau này. Và em muốn biết là trước khi đó là từ đâu anh có cái cách suy nghĩ mà tới nhạc, múa, nhảy và cái tên như thế nào? Thưa quý vị cũng như là thưa với Chelsea là bây giờ suy nghĩ lại đã thì thấy là giống như là số mạng nó đã an bài như vậy rồi. Tức là hồi nhỏ thì luôn không biết là lớn lên mình sẽ làm gì. Nhưng mà tình cờ là mình tham gia trong một cái high school dance. Yeah. Thì mình có giữ một vai trò trong đó. Thì sau đó năm 75 thì bố mẹ Luân đưa mấy em của Luân qua Mỹ. Thì lọt Luân với ông anh ở lại Việt Nam 10 năm. Thì trong cái 10 năm đó coi như là mình tưởng là mình xui bị lọt lại, thật sự ra đó thì nhờ cái 10 năm đó mà Luân học được cái múa dân tộc Việt Nam. Tại vì cái chính quyền ở trong nước lúc đó họ dùng văn nghệ coi như là một cái phương tiện để tuyên truyền. Thành ra họ đào sâu hơn là chính quyền miền Nam của chúng ta. Do đó mà luôn học được những văn hóa nghệ thuật của người Tây Nguyên, của người Khmer, của người Kinh. Thành ra đó là cái vốn. Nhưng mà nếu mà luôn ở lại Việt Nam luôn á thì chắc luôn là bỏ nghề. Bởi vì ở Việt Nam cái thời đó rất là khó, họ kiểm duyệt rất là khó, không có được tự do sáng tác, mà cái tiền của người dancer ở Việt Nam rất là thấp. Nhưng mà sau 10 năm thì Luân được bảo lãnh qua Mỹ thì Luân đi làm cho Motorola 9 năm. Thì nhờ đi làm như vậy mình mới biết là mình không hạnh phúc, không có vui. Mình nhớ nghề thuật. Thì các bạn nghệ sĩ ở Cali cứ kêu mình về. Thì Luân về Cali năm 98 và hoạt động cho tới bây giờ. Thì Luân thấy là giống như cái số mạng. Tại vì nếu mà Luân đi Mỹ năm 75 á, Luân không biết cái tí xíu gì về múa dân tộc Việt Nam hết. Dạ, rất hay, đúng anh nói như em thấy là có nhiều người là cái nghiệp nhiều hơn là cái nghề. Thì nó hay một cái là đúng 10 năm đó mình không có lãng phí đi mà nó học được gì đó. Và sau này em biết là nhóm múa của anh cũng khá là đông người ha anh? Đông, có những lúc lên cao đến 40 người. Nó cứ trồi sụt. Tại vì những cái em mà đến với vũ đoàn Việt Cầm đó rất ngộ cái là nhóm của Luân nó giống như là một cái lối sinh hoạt bán chuyên nghiệp. Mặc dù cái kỹ thuật múa càng ngày nó càng đi gần tới cái mức chuyên nghiệp, nhưng mà cái lối sinh hoạt á, mấy em tưởng tượng là đi học full time, đi làm full time, đi múa weekend. Còn cái những người mà họ đi vào trường múa xong họ trở thành dancer chuyên nghiệp, họ đi theo hướng của Mỹ. Nó khác. Còn cái nhóm của Luân thường thường là vừa đi học vừa đi làm, vừa đi múa. Thành ra nó
cái cách sinh hoạt là bán thời gian, yeah. nhưng mà cái kỹ thuật lâu ngày thì nó đi gần đến cái mức chuyên nghiệp. Dạ, yeah. Em muốn hỏi là ai cũng học được hay là phải có cái căn bản nào, phải có cái năng khiếu gì mới có thể múa được? Thế giống như em, giống như đứng như khúc gỗ vậy, đứng là mình biết là dân tộc là mình phải nhảy này kia, nhưng nó cái tay chân mình phải là very soft, phải mềm dịu mình mới nhảy vô được mấy bài dân ca, phải không? Thì như thế nào mình phải cần cái mình học như thế nào mình mới được biết trong thời gian bao lâu? Có hai loại người, yeah. một người sinh ra là đã có cái tài đó rồi, yeah, có đúng. Cái khiếu đó rồi. Người thứ hai là không có khiếu nhưng mà nhờ kiên nhẫn, yeah. nhờ sự kiên nhẫn của thầy và trò mà từ từ họ từ cứng thành mềm. Yeah, chắc em đó. Là người đó. Ừ. Yeah. Thì cái người thứ hai đó là sự thử thách, yeah. nó huấn luyện con người mình luôn, là kiên nhẫn, chịu đựng, không bỏ cuộc, ý chí. Và khi mà mình chuyển được một người từ cứng thành mềm á, thì đó là một chiến thắng cả hai thầy trò. À. Cái người học trò đó là họ đổi được họ, họ chuyển được họ. Còn người thầy đó là nhờ mồ hôi nước mắt của mình và mình kiên nhẫn, mình không có kick people out. Yeah. Mình cho anh ta một cơ hội. Và bây giờ con gà, con vịt nó chuyển thành con thiên nga. Thì mình nhìn con thiên nga đó mình thấy là có mồ hôi của mình trong đó, tức là sự thành công thay vì những cái nhóm chuyên nghiệp á, họ tuyển họ thấy không được họ đá ra ngoài liền, họ chỉ giữ cái người dễ, những người có khiếu thôi đó, thì như vậy nó dễ cho họ. Còn mình, nếu mình stick around với cái người mà đáng lẽ không múa được và sau này họ thành múa được, cái đó mới là có ý nghĩa. Dạ. Vâng. Cái đó là mới là mình dạy người đó học mình hiểu. Và trong thời gian nó có những câu chuyện gì nè mà anh kể, giống như học sinh, tại như em á, nó thực sự cái như anh nói là bán thời gian, là mình không có thời gian rồi mình đi học mình cứ bỏ này bỏ kia, làm sao mình biết được mà mình nhảy được theo cái bài khi mà mình nhóm có giống như cái show hay có này kia, thì sao sắp xếp thời gian như thế nào anh? Thứ nhất là khó lắm mà cũng không khó, tức là nhóm sinh hoạt vào tối thứ sáu, nguyên chiều thứ bảy, nguyên ngày chủ nhật, yeah. đó. Thì ai có bài mình gửi cái thầu cái buổi tập ra ngoài, yeah. mỗi thứ năm, ai có bài giờ nào đến giờ đó rồi họ đi về, nhóm khác đến, yeah. chỉ có ông thầy là ngồi đó nguyên một ngày thôi, chứ còn là nhóm thì họ đến theo bài, thành ra thì các em đó thứ nhất là có đam mê, thứ hai là họ có kỷ luật. Tại vì lạng quạng mà họ không kỷ luật là họ bị cho ra khỏi nhóm. Đúng rồi. Không, họ bị cho ra khỏi nhóm không phải vì họ múa yếu, yeah. mà vì kỷ luật không đúng giờ, không có mặt, commitment. Bỏ xô, yeah. cái đó mới là bị bỏ ra. Thành ra 20 năm nay thì không có chuyện gì lớn xảy ra, nó cứ chạy nó như cái guồng máy yeah. vậy đó, ngộ lắm. Yeah. Thì bao nhiêu từ học sinh học trò của anh là từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi anh? Từ 6 tuổi cho đến 45 tuổi. Wow. ai nghe số con số 45 đều giật mình hết, mà luôn cũng ngạc nhiên là bởi vì cái số cái người đó họ yeah. có phước, họ múa ở Việt Nam mấy chục năm rồi, họ qua đây họ nghĩ là họ bỏ nghề rồi, ở Việt Nam họ đã bỏ nghề rồi, yeah. Họ qua đây họ dắt con gái tới mà 8-9 tuổi, yeah. họ cho vô nhóm của mình, nhưng mà mình nhìn người mẹ mình thấy cái dáng dấp vẫn còn được. Yeah. Mà mình đang cần dancer chuyên nghiệp như yeah. cô này, mình bắt cô vô luôn. Thế là mấy năm trôi qua, bây giờ hai mẹ con cao bằng nhau. Hồi lúc đầu thì là mẹ kèm cho con múa, yeah. bây giờ đứa con thỉnh thoảng nó kèm lại cho mẹ, tại vì mẹ thỉnh thoảng giờ quên, yeah. dáng dấp vẫn còn đẹp, mặt vẫn còn đẹp, múa vẫn còn đẹp, nhưng mà cái đầu bây giờ thỉnh thoảng quên. Thì cái đứa bé bây giờ nó trở thành một cái đứa, thành một người dancer múa chính của nhóm. Thì cô bé này thông minh lanh lẹ, thỉnh thoảng lại phải sửa lại cho mẹ, yeah. thì mình nhìn cái cảnh này mình thấy rất là hay, yeah. Yeah. Nó có một cái bonding trong đó là mẹ với con đi chung. Mà có phải là khi mà mình múa vậy mình có thể giữ tướng, giữ eo, giữ dốc hay không anh? Mình phải giữ thỉnh thoảng mình thông cảm dancer quá đó, mình để cho họ gain way. Mình tế nhị mình không nói, nhưng mà họ biết, yeah. họ biết thì mình cho họ thời gian, yeah. Còn thành công hay không còn có cái số nữa, yeah. có những người bị cái số đó bị cái số mập, làm sao cũng không xuống được.